thuyền nam nam đình đám cây bít đã toang gần hết, còn mỗi hai ông chú yêu tinh không thua gì những chiếc thuyền nam nữ đình đám. Có những cặp nam nam cực kỳ được lòng khán giả xem phim Hàn, thậm chí các cặp nam mà nổi thì mức độ còn hơn cả đôi nam nữ nữa, vẫn biết đẩy thuyền chỉ cho vui thôi, nhưng nhìn đi nhìn lại thì các cặp nam toang hơi nhiều buồn năm giây nhà. Juain Song Chung Ki. Cặp sao nam huyền thoại của năm 2011 là Juain và Song Chung Ki đã từng có một thời gian dài được các fan nữ yêu thích đẩy thuyền nhiệt tình luôn ấy. Chẳng thế mà hai anh đóng chung trong Sơn Kiên Quan Scandal xong còn được giải Best Couple luôn còn gì. Sau đó thì thành đôi bạn thực lực hiếm có của làng phim. Thế nhưng mà chiếc thuyền ngày ấy tăng rồi. Mặc dù Juain thì chưa xác nhận yêu ai, nhưng Song Chung Ki đã từng lấy vợ, ly hôn vài năm thì nay cũng có bạn gái mới. Hơn nữa Juain lại chơi thân với vợ cũ của Song Chung Ki là Song Hye Kyo nữa chứ. Cơ hội quay lại làm bạn thân khá là khó đó. Dù đã lâu rồi không nhắc tên cùng nhau nhưng vẫn có những fan yêu thích hai chàng nam thần tài năng này, nhưng thuyền này bể nát khó hàn gắn lắm mọi người ơi. Gong Ju, Lee Dong Wook. Hai ông chú siêu năng lực của yêu tinh thì chẳng cần một sợi dây tình cảm nào cũng khiến fan nữ dần dần yêu thích. Trong phim, yêu tinh và thần chết cứ như nước với lửa, gặp nhau là đấu khẩu, nói ba câu là cãi lộn, nhưng mà phản ứng hóa học lại siêu thu hút, vừa đẹp trai lại chân dài như nhau, cứ đứng chung khung hình là fan ngây ngất. Fan ship hai ông chú này còn nhiều hơn hai cặp nam nữ luôn ấy. Được cái là ngoài đời Gong Ju và Lee Dong Wook cũng thân nhau lắm nha, cứ gặp là tương tác, thậm chí đi đám cưới chung là đứng cạnh tạo dáng trái tim nữa cơ. Tình bạn thân thiết của cả hai làm fan nữ lại càng quyết tâm đẩy thuyền nhiều hơn, mà chiến hạm này có vẻ vững lắm mọi người ạ. Cả hai chú vẫn ế đều nên chúng ta vẫn còn hy vọng nha. Lee Trong Sắc, Kim Ubin. Hai cậu bạn bằng tuổi đình đám Lee Trong Sắc và Kim Ubin của bộ phim School 2012 thì quá thân quen với khán giả yêu phim Hàn rồi. Fan couple của Lee Trong Sắc, Kim Ubin cực nhiều luôn nhé. Hầu hết fan riêng đều thích đôi vịt khủng long này lắm luôn đấy. Lee Trong Sắc và Kim Ubin đã là bạn thân từ khi còn là tân binh cho đến nay khi đều là sao hạng A thì tình bạn ấy vẫn rất bền vững. Nhưng mà thuyền couple thì hết hy vọng mất rồi. Kim Ubin đã có chị đẹp Shin Bin A, còn Lee Trong Sắc cũng mới ra mắt cô người yêu Aizu đấy. Mỗi anh chàng đều yêu được cô gái tài sắc vẹn toàn, thôi thì thuyền Sắc Bin có chìm chắc ai cũng chấp nhận thôi. Chúng ta vẫn có ảnh hai chàng tụ tập thường xuyên để ngắm, coi như an ủi rồi. Nam Cung Bin, Chun Ho. Nam Cung Bin và Chun Ho từng hợp tác với nhau trong Xếp Kim Đại Tài. Dù không phải cặp đôi của phim nhưng cũng vì tương tác siêu cưng, phản ứng hóa học bùng nổ mà giành luôn Best Couple, được fan mê mẩn đẩy thuyền tưng bừng luôn đấy. Nam Cung Bin và Chun Ho đáng yêu thì khỏi nói, mà hai anh em còn thân thiết và ủng hộ nhau hết mình mọi lúc mọi nơi nữa, bảo sao fan lại càng mê đắm. Mọi người thích tương tác của Nam Cung Bin và Chun Ho lắm, nhất là đợt cuối năm 2021 hai anh gặp lại sau 4 năm còn tay bắt mặt mừng, thơm cả má nữa. Nhưng đôi này cũng không thành được đâu mọi người ạ. Nam Cung Bin đã cưới vợ rồi nha. Đám cưới của anh cũng có cả Chun Ho tham dự nữa đấy. Thật vui vì sự thân thiết và đáng yêu mà Nam Cung Min và Chun Ho đã mang đến cho chúng ta. Nếu cả hai đóng lại với nhau thì tuyệt vời quá rồi. Mặc dù đẩy thuyền cặp đôi nam nam khả năng thành rất thấp nhưng vẫn có nhiều fan đặt niềm tin và đẩy nghiêm túc nha. Còn một số người thì vẫn giữ ở ngưỡng vui vui vì phản ứng hóa học và sự thân thiết của họ mà thôi. Thế nên thấy các anh tìm được hạnh phúc fan vẫn mừng thay. Hiện tại chỉ còn cặp hai ông chú yêu tinh mà thôi. Không biết chúng ta có nên hy vọng các anh tiếp tục độc thân để chúng ta vẫn được vui mỗi ngày không ta? Khó quá à.